Đây là một buổi tập luyện của các cầu thủ thuộc tuyển bóng rổ Hà Nội. Với ánh sáng từ những chiếc đèn, cái nhấp nháy, cái thì tắt, ngay cả việc ghi hình cũng trở nên khó khăn. Ấy vậy, thật khó tin khi họ vẫn có thể chơi bóng trong điều kiện chẳng ai nhìn rõ mặt đồng đội hay đối thủ của mình. Vì là ánh sáng rất là tối nên là mọi người phải căng mắt ra để phán đoán tình huống. Tức là những quả bóng chuyền nhanh thì nếu như mà không nhìn rõ thì rất hay là bắt trượt rồi va vào mặt mọi người. Nên nhiều khi còn nhìn nhầm đồng đội thành đối thủ. Và ở trong này là rất là bí. Nên là bọn mình hay gọi nhau đùa là đây là lớp giảm cân. Vì rất là nóng. Ai chạy xong mồ hôi mướt mát này. Thì bọn mình phải tập buổi tối tại vì là ban ngày anh em vẫn phải đi học và đi làm. Vì thế nên là buổi tối là cái khoảng thời gian thích hợp nhất để dành cho anh em có thể gặp mặt nhau và tập luyện. Tập luyện trên sân bóng ném, địa điểm lại khá xa so với hầu hết các thành viên trong đội. Thế nên, sau mỗi buổi tập, các cầu thủ đều trở về nhà khi đã gần nửa đêm. Mong muốn lớn nhất lúc này của họ, những người đã có đóng góp không nhỏ cho bóng rổ quốc gia và địa phương, là một sân tập tiêu chuẩn với đầy đủ ánh sáng. Bởi vì đó cũng là nơi những cầu thủ trẻ triển vọng, hiện thực hóa giấc mơ chuyên nghiệp của mình.